Rồi, ok, thì lâu lắm rồi chúng ta mới có lại chuyên mục đi soi thử top bên CVC, là chúng ta sẽ coi người ta nâng như thế nào và người ta xây dựng đội hình lực chiến sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ coi ạc Nobody X. Ôi, ạc có cái logo SSR nhìn đẹp vãi mấy ông ạ. À, ạc này ngày xưa đã làm mốc 300 rồi, thì bây giờ mình đi làm clip lưu trữ ạc của người ta. Chuyên hình chuyên mục đi làm clip lưu trữ đi soi ạc. Thì đầu tiên trong ạc là có Siêu 7 sao vàng, Phượng 7 sao vàng, Sonic là con Sonic này là 7 ngày, 7 ngày đầu tiên là 6 sao vàng, 5 sao tím. Có King là 5 sao vàng, tôi không hiểu tại sao King của Nobody không lên tên 5 tím luôn rồi. Chày là 6 sao vàng. 6 sao vàng, 5 sao tím, Boros là 7 sao vàng, 5 sao tím. Rồi, ok, đây là kênh YouTube của Nobody, là đây kênh YouTube của ông, nhưng bấm Nobody này, ông này có làm YouTuber nha mấy anh em, ông này là YouTuber, cụm này YouTuber nhiều lắm. Rồi, thì đây là con mạnh nhất con Sivir, con Sivir này thì sẽ là gần như mạnh nhất của Nobody. Đầu tiên là chơi bộ là bộ DK, là thức tỉnh là Awaken 3, siêu kỹ 4 sao là sẽ có bộ DK, một dòng đặc biệt. Nói chung là đồ thì cũng chắc không quá mỹ miều đâu mấy anh em. Ở đây có được một cái dòng tấn công 2% rồi, với lại dòng trị liệu 20 à. Nói chung là đồ cũng cơ bản thôi mấy anh em, mà không có gọi là gì là mỹ miều ở con Sivir này, chủ yếu là full sao tím nha. Rồi cái thứ hai nữa là PUBG, thì PUBG này là chơi PUBG Crit nha mấy anh em. Cái PUBG này là cái PUBG Crit. Thì lúc đầu ngày xưa tôi tưởng đâu là chơi PUBG này là chơi PUBG nội thương, nhưng mà cuối cùng cũng chọn PUBG Crit mấy anh em, mà để sóc sát thương cho nó nhiều. Rồi, thẻ tấn công là khóa một dòng vàng tấn công và hai dòng phần trăm tấn công và hai dòng tấn công thường. Mày vãi kinh thiệt, ba dòng Crit. Rồi. Về ấn ở top siêu mới nha, ấn ở top siêu mới thì cái này thì mấy anh em vô hỏi là ừ siêu mới mấy ông top á. Thiệt sự đối với mấy anh em á, là top siêu mới ở top này là tôi coi cho nên là coi ạc Nobody, thì mấy anh em sẽ thấy làm lạ tại vì sao không dùng ấn nội thương hay là không dùng ấn đâm xuyên hay đấy. Thì tôi nghĩ Nobody chỉ lấy ấn công thôi, nói chung là họ những đi nói chung là top mà đi sao cũng đúng mấy anh em, tại vì họ đi những cái cơ bản thôi. Còn khi mà mấy anh em chơi ở tầm dưới server thì mấy anh em chơi có thể chơi đâm xuyên nè, chơi ấn nội thương thì nó sẽ ok, nó sẽ tối ưu hóa sát thương được nhiều hơn. Rồi, ok. Tiếp theo là con Phượng này cũng là 7 sao vàng, con Phượng này đã lâu rồi, con Phượng này bộ thần cơ. Thì tổng lực chiến con Phượng này là 53 triệu, tấn công sẽ là 2 triệu 2, máu sẽ là 34 triệu, full bộ thần cơ mấy anh em. Nói chung là thần cơ cơ bản thôi. Rồi máu thì cũng y chang HP, rồi ở đây là nói chung là mấy cái thẻ này tào lao mấy anh em, này thẻ ba dòng đỡ đồ. Đấy. Rồi, ok, tiếp tục là ấn thì full nóng 7, con Phượng này cơ bản thì con Phượng này lâu cũ quá rồi. Tiếp theo là con Sonic. Thì con Sonic này là 7 sao vàng. Ở đâu con Sonic này là 6 sao vàng, 5 sao vàng, 5 sao tím ngày tuần đầu tiên. Đấy, con Sonic tóc ở hiện tại là tóc tóc thời điểm hiện tại cao nhất luôn nha. Là 1619 nha, 1619 ở bên CVC. Cái này hôm bữa không phải là 1619 đâu. Cái này hôm bữa là 161. Hôm bữa cái này hình như là 1615. Hình như cái này là mới lên á, cái này là mới lên nha. Sorry, để tôi chết lại nha mấy anh em, tôi chết lên lại hình như một cấp của cái này là tăng hình như bao nhiêu á, từ từ tôi chết lại cho đúng cái. Này là 24, 24 là mát à, 24 là mát rồi, đồng con đâu còn cái này lên nữa đâu ta. Đâu còn cái gì để mà lên nữa tao, mà như bữa hay là tôi nhớ nhầm ta. Cái nào tôi nhớ nhầm không, tại vì hôm bữa là không thể 1619 được, mà hôm bữa là 161 mấy á, có cái nào lên gì nữa mà lên được thêm tóc không ta. Cái này chỉ mấy anh em top tôi, cái này là chỉ tầm top mấy anh em biết, cái này cỡ cái chắc cỡ anh Son đó, anh Son nào con New Blue mới biết được, hoặc là tôi không biết có biết không. Cái này là hôm bữa là tôi nhớ không lầm là 1615 hay là 1614 á, không phải là 1619 đâu. Cái này chắc coi lại chết lại video cũ coi thử, tại vì là trước làm lúc con Sonic á làm là nhớ là 161 mấy, không phải là 1619 nếu như tôi nhớ không lầm. Đấy, này nói chung là sợ sai thôi. Nhưng mà cao nhất ở thời điểm hiện tại là 1619 ha. Để coi chết Winner mấy nè. Winner là người tóc cao nhất, cao nhất toàn bộ server. Từ đó trước thì coi chết tóc Winner là biết à. Đúng rồi, cũng 1619 đúng không em? Rồi đúng rồi. 1619 ở thời điểm hiện tại là cao nhất. 1619 là cao nhất mấy em. Rồi, ok, 1619. Rồi. Tiếp theo nữa là bút ghi chắc bút ghi bình thường mấy em, mấy con Sonic này thì hệ bút bình thường. Con King này thì cơ bản, King này mới ra thì đồ cơ bản thôi, thần cơ đó mấy em, người ta nuôi top ta chơi đồ bình thường mấy em, mà người ta chơi top chơi đồ bình thường đâu phải đồ mà mỹ miều như mấy em đâu, phải không? Nói chung là ta xây dựng một cái set đồ rất cơ bản, cực kỳ cơ bản.
Rồi con chày, đây con chày sẽ là con mạnh nhất của ổng. Đây con chày, đây con chày là mạnh thứ hai với sau con Siriu. Con chày là 61 triệu lực chiến, 6 sao vàng, 5 sao tím. Tổng HP là 39 triệu HP, trong đó là full set DK. Ít nhất là hai dòng ẩn hết mấy anh em, toàn bộ là dòng ẩn không, HP 2%, trị liệu 20. Rồi boost sẽ là ở đây thì boost trong cái dòng ẩn, đây là bonus dam thôi, lấy dòng xét thêm bonus dam. Ba dòng HP ở đây thì HP hết rồi, crit hai dòng HP, ok. Và ở đây lấy ấn ấn nhánh thủ gây thêm sát thương nè. Rồi ok, khi mà chi kích rồi. Chi kích thì gây thêm sát thương nè, follow up nè, lấy ấn chi kích rồi. Rồi ok, nói chung là khá là lạ. Thôi đây là acc của Nobody 350 triệu được chiến mấy anh em, nói chung là bút ghi tại vì mình không có vô được acc, nếu như mà vô được acc thì tuyệt vời. Còn Boros thì coi thử là coi thử Boros họ build gì nha, thượng Boros bên CVC họ build HP bảo đảm luôn. Kiểu nào cũng build HP. Đấy. Đó mấy anh em thấy không? Mẹ con Boros bên CVC mà build HP mà bắn một lần 2-300 triệu. Má tôi không hiểu luôn thiệt. Là bên CVC họ chơi con Boros này, bên CVC họ build con Boros này, họ build lên 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 tăng không mấy anh em à. Top họ build lên tăng không mà, nhưng mà server chung là họ lại build lên công nha. Server chung thì họ lại build bên công, còn mà CVC á thì họ lại build lên tăng. Đấy. Nói chung là tổng máu hiện tại là tổng lực chiến hiện tại là 62 triệu, 7 sao vàng, 5 sao tím, 35 triệu HP và 2 triệu rưỡi tấn công. Hoài, mày xếp đồ lực vãi à. Bộ bút ghi thì ở đây là dòng siêu red này là tăng tỷ lệ khiên ở bên silver, cái này là độc quyền bên silver mới có. Cái dòng tăng siêu này chỉ độc quyền bên silver mới có, khóa một dòng tăng siêu. Cái dòng này thẻ này chắc đi mua. Thẻ màu là thẻ này đi mua hoặc là thẻ này ron ra siêu chắc không mua, mua chắc thẻ mua thì thẻ dòng đặc biệt. Cái thẻ này chắc đi ải đi càng quyết quái hơn xu nó ra thôi mấy anh em. Thẻ này cũng khóa một dòng HP luôn, đi full tăng. Con Boros này là một con Boros full tăng. Rồi. Ok, gặp tôi cũng chơi full, tôi là chơi khô máu nữa, cho tôi là top rồi chơi full dam mấy anh em mà. Chơi full dam đi chơi với con King UG trưởng cho nó sướng. Rồi. Ok, đấy là Nobody ở phân khúc 350 triệu lượt chiến, sắp bằng top ở bên siêu và chung rồi. Top bên siêu và chung là như là bây giờ 400 rồi đó, thì bây giờ chạy tướng thôi, full giác hết 7 sao thì có thể lên được. Rồi, ok ha, đây là clip coi Gono soi Nobody ở mốc 350 triệu lượt chiến, ngày xưa làm 300. Rồi nói chung là trong server này khủng khiếp, trong server này nhiều mấy anh em để làm nội dung trong đây. Rồi sau này mình coi Guinness World với lại Tion sau. Đấy, nói chung là trong server này cũng ok, mấy anh em chơi trong server này cũng vui. Với lại ổng ông top này ông chat cũng nhiều, nói chung là ông Nobody này tại vì ông làm YouTube mà. Hình như ổng cũng có hay sinh hoạt ở trong 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 kênh thế giới nhiều mấy anh em ạ. Nói chung là lâu lâu ổng cũng có chat ở trong đây khá là nhiều. Rồi cộng server bên CVC thì hỏi đây đây, đây này đó. Đấy có chat trong đây có nhiều và có ổng cũng chăm đánh quyết đấu cân bằng nữa, đó có xe quấn quấn quyết đấu cân bằng luôn này. Đó, ổng chăm đánh quyết đấu cân bằng lắm mấy anh em, nói chung là người ta làm YouTube mà, người ta đam mê. Ông này nói chung là làm gần như hết mình vì đam mê luôn á, mê cũng đam mê con game này ghê lắm á. Cái lúc mà con game này vô tôi không biết nha, là ổng con game này lúc mà tôi vô làm á là thời điểm đó ổng đã nạp gần 11 hay 12 tỷ rồi. Thiệt. Đấy, lúc đó là 11 hay 12 tỷ gì đó rồi thì lúc đó tôi mới làm biết ổng. Và sau này coi lâu lâu được mấy chung cụm chiến khu, rồi sau này ổng thắng có acc chung cụm với Nobody, ngày nào lúc nào cũng vô soi. Lúc nào cũng vô coi tại vì cái lối chơi của ổng áp đảo mà, ổng là vua meta nha, gọi là ổng gần như là chơi trong meta sát thương trực tiếp ổng là khỏe nhất, còn qua đâm DOT thì tôi không biết có biến số gì hay không. Đấy, nhưng mà bây giờ là có dây tóc rồi, tại vì ngày xưa á là ở bên CVC nó không có sự kiện vòng quay đồ đỏ năm vòng lấp lánh như mình, nên là đồ dòng tóc hiếm lắm mấy anh em à. Mà ông này á, là thời đó bị Guinness World đè nha, trong mê đâm, tại vì mấy anh em biết rồi, đâm DOT ai đi trước là win. Nói Guinness World này là vua luôn, vua tốc độ của server luôn, tại vì lúc đó hình như là toàn cụm luôn nha, toàn bộ trong cụm luôn, chỉ có một mình Guinness World là có đôi giày cộng 20 tóc. Rồi mãi tới sau này Nobody á, là đôi giày 20 tóc đầu tiên là Nobody có, là trong cái thời con Sunix UG là mới có, là có cái đôi giày cộng 20 tóc. Cái thời đó Guinness World là cầm con Zombie Man, là cầm con 20, cầm giày cộng 20. Nobody lúc đó hình như là cầm đôi giày cộng 10. Đấy. Đúng rồi, trong meta đam DOT là ông này thua nặng, tại vì thua tóc lắm em. Thua cực nặng luôn, và mãi tới sau này mới win nổi. Sau này qua meta sát thương trực tiếp á, qua meta điên bóng á, nói chung là trong cái meta mà của con điên bóng á thì Nobody làm trời làm đất mấy anh em. Má tôi nói Nobody trong meta điên bóng mà ông chơi nè, Sam với lại điên bóng, ông chơi co bơm điên bóng, co mực điên bóng, rồi co đi cây điên bóng, co gigo điên bóng, nói chung là ông chơi đủ thầy mùi go, tại quýnh kiểu nào ông cũng win, tại vì qua meta sát thương trực tiếp ông khỏe lắm mấy anh em, không có cách nào để quýnh được ông hết. Đấy.